Thưa quý vị, tiết trời càng về khuya thì cảm giác của đêm Noel cảm thấy càng thêm lành lạnh, để chúng ta xích lại được gần nhau hơn và hiểu nhau hơn. Thưa quý vị, con công nó muốn được hay không thì nhờ vào tiếng trống và tiếng pháo. Mà người nghệ sĩ lên sân khấu hát được hay hay không, đó là nhờ vào những tràng pháo tay của quý vị và khán giả. Vậy quý vị khán giả, chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay để chúng ta sẽ cùng chào đón hai giọng ca, đó là thầy Linh Thiêng và anh Quang với nhạc phẩm Xanh Trời Noel. Niềm vui bừng lên rất